sầu riêng đáng đồng tiền bát gạo để mình ăn. Thở theo lòng yêu cầu của cả nhà rất là nhiều là chị ơi, chị hãy làm bánh tráng trộn cho anh nhà ăn đi. Thì hôm nay mình sẽ làm một thau bánh tráng trộn siêu to khổng lồ cho anh nhà mình. Bánh tráng trộn này thì là mình mua nó có ở của này bánh của Việt Nam á. Bánh tráng này của Việt Nam ở trong một cái bọc như thế này, nó có đầy đủ gia vị nêm hết rồi, nó có đến 8 loại gia vị lận. Thì mình hôm nay mình sẽ dùng ba gói. Đó, quá chừng nhiều luôn. Rồi mình sẽ nêm vào đây. Tiếp theo là mình sẽ nêm vào đây nha. Là chân cút. Chân cút mình cho 20 quả. Xoài. Xoài đây là xoài mình bào ra rồi đó. Cho vào luôn. Rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ nêm nếm gia vị của cái món này. Đây, nó có hạt bạc nêm sẵn, đây là tôm, đây là gia vị tôm thì mình sẽ nêm hết cái bọc tôm này vào luôn. Ba gói thì ba có ba gói tôm. Một gói bò khô. Này, nãy mình bỏ vô một gói rồi, bây giờ thêm hai gói nữa. Thành phi ba gói. Có gì mọi thứ đều ba, tại vì là mình dùng ba gói này nên là tất cả mọi thứ đều ba hết. Đậu phộng ba gói. Nước sốt ba gói. Đặc biệt là nước sốt này nó rất là ngon nha cả nhà. Cái nước sốt này nè, mình thích ăn nhất là cái nước sốt này. Cái nước sốt này nó y chang như cái vị nước sốt cái bát mà bác nổi tiếng lắm bán ở trong Sài Gòn, mình quên cái tên rồi. Bánh tráng trộn rất là nổi tiếng trong Sài Gòn, mình rất là thích ăn cái bát đó. Mình quên cái tên rồi, ở quận nhất hay sao, quận tư á, quận mấy mình quên luôn rồi. Nhưng mà rất là ngon. À, nước sốt chế vô luôn. Rồi đây là muối, nó cho 3 bọc nhưng mình sẽ chế 2 bọc vô trước thôi vì mình sợ nó mặn. Mình cho 2 bọc thôi. Muối tôm. Rồi tiếp theo là hành. Hành là 3 bọc luôn. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều hết tất cả hỗn hợp này lên. Mình sẽ cho một ít nước cốt chanh vào. Trộn lên tiếp, trộn cho nó đều cái hỗn hợp này tiếp. Vì là có xoài nó đã chua rồi, cốt chanh mình không có cho nhiều sợ nó chua ăn không được. Bước cuối cùng là mình sẽ cho rau răm vào. Đây là rau răm. Đây, rau răm mình sẽ cho rau răm vào. Trộn lên tiếp. Mình an toàn là món trái cây của Việt Nam, đặc sản của Việt Nam không nha. Điều đầu tiên hôm nay là một quả mít. Quả mít này rơi vào khoảng 8
8 đến 10 kg, mình không có cân, mình không có cân là mình cũng không biết, tại vì mua là người ta bán kiểu như một cái thùng á, là trái to trái nhỏ là cũng không có biết luôn nữa. Thế nên là hên thì được trái to mà ấy thì được trái nhỏ. Và tiếp theo đó là xoài. Xoài đây là xoài chu. Xoài chu Việt Nam mình ăn rất là giòn, rất là ngon. Và đây điều đặc biệt là sầu riêng. Hai trái nha, hai trái sầu riêng. Bánh tráng trộn. Đây, đây cho cả nhà xem bánh tráng trộn này. Và ngon nữa là xoài đã cắt ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ bổ trái mít này. Và mình nói luôn cho cả nhà biết, đây là trái mít đông lạnh. Là người ta sẽ gửi từ ở Việt Nam qua và người ta gửi bằng cách đông lạnh, chứ không phải là mít tươi. Và đây cũng là sầu riêng đông lạnh. Đáng lẽ ra là mình sẽ ăn sầu riêng tươi, nhưng hôm bữa mình đã ăn rồi thì mình thấy mình biết cái mùi vị của sầu riêng tươi rồi. Nhưng hôm nay mình muốn là ăn xem cái sầu riêng đông lạnh nó có ngon hay không. Thì mời cả nhà ăn trái cây cùng với vợ chồng nhà nhân nha. Itadakimasu. Bây giờ mình sẽ bổ trái sầu riêng này thì cả nhà xem là cách mình bổ như thế nào nha. Rồi ok. Mít này á, khi mà mình mua đông lạnh như thế này á thì mình phải để cho nó rã đông ra khoảng 50 nhiệt độ, là khoảng còn 50, có nghĩa là nó đông 100% thì nó rã còn 50 thì mình hăng bổ. Vì nếu mà mình mà bổ sớm quá, mình mà bổ sớm quá thì nó cứng. Đó, như thế này là được rồi nè. Mình thắt con dao vô là vừa được luôn nè. Đây, mình bổ đã xong rồi nha. Cả nhà nhìn nè. Ta-da, ta-da. Wow. Ngon xỉu. Trời ơi, mít nhìn nó vàng ươm luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ bổ mít theo cái hướng dẫn của người ta hướng dẫn mình á, là phải bổ như thế này nè. Vì là mít đông lạnh nên là mình phải bổ như thế này á cả nhà. Bây giờ mình sẽ lật cái mít nó ra. Đấy, cả nhà thấy không? Quá ngon luôn. Bây giờ mình sẽ gỡ mít ra nha. Giờ là gỡ rất là đơn giản rồi đó. Đấy, rất là ngon mà sơ rất là ít nha. Mình đã khui xong một quả mít. Quả mít này đã mình khui xong. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ăn mít thử. Và từ từ mình mới sợ bổ sầu riêng. Mình mà bổ sầu riêng bây giờ anh nghe cái mùi là mấy cái này anh không ăn được. Rồi ok, itadakimasu. Ngọt cả nhà ơi. Ngọt đéo ngọt để luôn á. Mọi người biết cái gì không? Cái mít đó nó dai nha. Diễn tả cho mọi người, cho cả nhà biết là nó dai, xong rồi nó ngọt, ngọt mà ngọt lịm, ngọt mà không phải là ngọt dạng như là sao ta? Sao nó không diễn tả sao ngọt lịm luôn á. Trời ơi, mít nó ngon. Anh nhà mình á, anh hay lắm. Sầu riêng anh không ăn được chứ mà mít anh ăn được. Nãy để durian tại bên đây này. Có thể mít quá, ta bê đê được. Đôi xì tê nữa. Ngon nhỉ. Ngọt quá là ngọt không? Rất là ngọt. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại một quả mít mà nó nguyên đai nguyên kiện như thế này. Mặc dù là chỉ có đông lạnh thôi, cái mặt nguyên đai nguyên kiện này thật sự là mà nó một đứa con xa quê mà được ăn như thế này rất là ngon.
ngon, ăn mà không có lìa miệng luôn á. Kiểu sao cả nhà, kiểu là sao mà nó ngon quá, kiểu như vừa ăn vừa nhớ đến quê nhà. Lúc đầu á mình mua mít, mua tất cả cái này nè, mình nghĩ trong đầu á đông lạnh đã là đông lạnh thì phần trăm của trái mít ngon là mình không có xác suất đâu, mình không nghĩ là nó ngon đâu. Mình nghĩ tự nhiên ở nhà thì mình ăn được 10, ngon 10 thì qua đây mình ăn chừng 5 à. Nhưng mà ăn rồi mới biết dù là đông lạnh nhưng mà nó ngon, phải gọi là Việt Nam mình là 9, Việt Nam mình là 10, cái này là 9, rất là ngon. Độ dai, độ của muối mít, độ mềm, độ kiểu như là đồ ngọt, nó y chang như của ở Việt Nam chứ không khác gì luôn cả nhà, không khác gì luôn á. Ăn cái này, bánh tráng trộn này. Ai mời chồng. Itadakimasu. À chồng đang ăn à. Một dĩa bánh tráng trộn. Ngon. Ăn vô một phát là nó cắn vô một phát nó thơm mùi, nước sốt rất là ngọt vừa ăn, rồi chưa kể là có xoài nữa, chua chua cay cay nữa, chua chua ngọt ngọt, rồi trứng cút béo nữa, rất là ngon. Ngon. Rất là ngon. Tính ra anh người Nhật Nam ăn gần hết món Việt Nam luôn cả nhà, trừ những món trên Sơn La, trên ấy trên này trên kia là anh không chưa ăn qua thôi, chứ mấy món ở vùng miền Trung, miền Nam, miền Bắc là những cái món hầu như món cơ bản là anh ăn hết rồi. Ngon. Rất là ngon. Xoài này mà chấm nước mắm đường nha. Cái nhà những chén mắm đường nè. Đó, đặt kẹo đường. Ý, nè. Rất là đặc. Chấm với một phát. Nó ngon. Xuất sắc ý mình bảo con đúng, xuất sắc là nó tuyệt vời. Ý mình bảo Zappari Mecha Oishii. Xuất sắc. Trời ơi, nói thiệt, cái tiếng anh nói cái tiếng mà mình hết hồn luôn, nghe cái từ xuất sắc mà nó y như là người Việt Nam luôn á. Điêu luyện. Rất là ngon. Mắm đường á, nó chua, nó ngọt. Ớt nó cay cay, xoài nó hơi chua chua. Ngon quá. Rất là ngon. Cả nhà biết không,
mình mua hết cái này nè, xoài á, mua 10 kg thì họ sẽ tặng cho mình bánh tráng. Bánh tráng là họ tặng, là cái chị đó tặng miễn phí cho mình. Và tiếp theo đó là mít xoài mình mua, để mình nói giá tiền cho cả nhà nghe nha. Xoài 10 kg á là 8 sen, 8 sen là quy ra vì tiền Việt Nam là 1,6 triệu, 1,6 triệu, nhưng mà tính ra là rất là rẻ, tại vì còn tặng bánh tráng nữa là rất là rẻ luôn. Còn mít, quả mít này quy một quả mít với là 2 quả sầu riêng là 1 sen 3, đó, một manh ba, đó, cũng một manh ba tương ứng với lại Việt Nam là rơi vào một manh ba là 2,6 triệu, 2,8 triệu, nó tầm khoảng đó, đó, cũng quá rẻ luôn chứ không có mắc. Nói chung là tuyệt vời, rẻ, ngon. Thật sự là bây giờ mình muốn bổ quả sầu riêng lắm á cả nhà. Kiểu là thèm sầu riêng lắm ạ. Thôi liệu ta bị tìm. Ta bên này hả? Không, ta bị tìm. Bây giờ mình sẽ bổ quả sầu riêng nha. Đây là phong cách của người Nhật ăn xoài. Nhân sẽ bổ trái sầu riêng xem là sầu riêng đông lạnh nó có ngon hay không. Đây. Ta da ta da. Wow. Đây, đây là nó nước sẵn luôn nha cả nhà, nó nước sẵn luôn, kiểu nó chín rồi đó. Nên là bây giờ mình sẽ chỉ cần cái dao cắt xẹt ra một cái là bắt đầu nó sẽ ra rớt ra luôn à. Mình sẽ mở từ từ ra. Cả nhà nhìn nè. Wow, ra luôn nè. Đấy. À, wow, nhìn ngon chưa? Cả nhà nhìn nè. Ê, quá chừng ngon luôn rồi. Hay đây mọi người nhìn nè. Wow. Wow, muối nào muối nấy, trời ơi nó to. Nó to khủng khiếp luôn á cả nhà. Trời ơi công nhận luôn. Sầu riêng đáng đồng tiền bát gạo để mình ăn. Thuy. Thuy. Trời ơi cái quân què gì vậy? Trời ơi cái quân què gì vậy? Wow. Biết thúi mà còn ngửi nữa. Công nhận thiệt chứ. Để mình ăn rồi mình nói một cách thật thà nhất cho cả nhà nghe. Biết là cả nhà ngồi ở trước màn hình, cả nhà nhìn Nhân ăn, chắc là bạn nào mà xa quê thèm quả sầu riêng đó, cho Nhân xin lỗi nha. Vì nó rất là ngon. Mê chô xì. Chút tự Nó rất là ngon. Nó mềm ha, mà nó béo ha. Cái sầu riêng cái hạt nó lép ha. Không có gì mà ngon bằng cái gì hết. Không có ngon, không có gì mà ngon bằng quả sầu riêng mà như thế này hết trơn. Lựa quả sầu riêng y như Iran, như là bóc xổ số vậy cả nhà. Lựa đúng là cái trái mà nó ngon một phát là hả, uổng cho anh chồng mà nó không ăn được. Tội nghiệp. Mình ăn buồn quá. Ngon. Rất là ngon. Leo tại ba rưỡi. Cho leo miếng nha, cho leo miếng cho leo nữa thiệt. À leo cũng ăn sầu riêng nè cô chú ơi. Ngon quá, sầu riêng ngon quá đúng không? Bà cùi bắp quá, bà không biết ăn sầu riêng ngon muốn chết à. Cả nhà hỏi Nhân cái này nè. À,
nhiều bạn còn vào nhắn tin riêng cho Nhân hỏi cho Nhân nữa. Thì hôm nay sẵn hôm nay đây, thì nơi Nhân mua sầu riêng từ lúc mà Nhân chưa biết đến mọi người, biết đến cả nhà, và đến hiện tại bây giờ luôn, và Nhân cũng cứ mua một chỗ thôi, là có một nơi một thôi. Và nếu mà cả nhà không tin thì Nhân sẽ hỏi anh Tề Rư xem thử là anh có biết cái nơi Nhân mua sầu riêng và mua trái cây hay không. Tề Rư chú tụi kì kì tệ. Chú nì nọ đi chư mô cử đa mô nô cắt đô cổ đệ cắt tế cắt tế có si tề mặt có si tề mặt có đô cổ có đều đô cổ đô cổ đệ Ủa? Đâu có. À, thấy chưa cả nhà thấy không? Anh biết luôn á. Kiểu là cả nhà biết sao anh biết không thầy? Để mình hỏi tiếp nha. Đô si tế. Đô si tế si tế ru nổ. Ê, Úc sàn là ít mô. Cắt tế ru. Sao có. Anh nói là bởi vì vợ hay mua lắm. Mà à, đúng rồi. Tại vì sao mà mình à rồi mình đã biết rồi, mọi người biết rồi. Sukai si te có. Sukai. Sukai á, trời ơi, xíu thì ok. Sukai si te yu te. Mình là ni shoukai shite ma. À, arigato, minna arigato. Arigato. Hai, arigato. Arigato teru. Tại vì sao không? Tại vì á là thường mình mua hàng á, mình lấy nick của anh á mình mua, hoặc là lấy kiểu như mình kêu anh chuyển khoản á. Chuyện khoản tiền nên là đâm ra anh biết cái chỗ đó. Đó, tại mình cũng hay ăn trái cây lắm, rất là hay ăn trái cây. Đó, hôm nay á, là quay video sẵn tiện ở đây thì mình kiểu như nói giới thiệu luôn cho các bạn biết. Mà cái chị này nha, là lúc mà mình chưa nổi á, mình rất là ngưỡng mộ cái chị này. Không biết thì sao á, kiểu là thấy chị giỏi. Mình nói cho các bạn ở trong đây không biết có chị nào mà người miền Tây á, có gia đình nào mà người miền Tây hay không. Thì không biết là có biết cái chị này không, chị tên là Ngọc. Chị Ngọc, chị á, rất là nổi tiếng ở bên Nhật. Chỉ là một vựa trái cây rất là lớn. Nếu mà cả nhà hay ăn trái cây như Nhân á thì cả nhà nên mua ở nơi rẻ, tại vì những cái chỗ nơi mắc á rất là uổng tiền. Chỉ là người miền Tây mà chị rất là giỏi cực kỳ luôn á. Chị vận chuyển hàng trái cây Việt Nam nè qua bên Nhật, chỉ là một container rất là lớn, một cái xưởng rất là lớn. Rồi xong rồi chị mở chị bán rồi chị bán dừa, lúc đầu là chị bán dừa thôi, bán cho những cái sĩ múa sĩ thôi. Là Nhân lúc đầu Nhân mua chị đó là mua theo kiểu như chị quen rồi chị bán cho Nhân, xong rồi chứ chị không có bán lẻ. Đấy, xong cái sau cái Nhân mới nói là thôi chị ráng bán lẻ cho em chứ em không có ăn nhiều á. Mình á, Nhân rất là thích bán buôn bán, thật sự mà nói luôn rất là thích buôn bán, mà thấy chị quá giỏi chứ nhập hàng từ ở Việt Nam cả những cái quả chôm chôm hay những cái quả vải, những cái quả bất kể một quả trái cây gì bên chị đều có hết. Thì Nhân mới nói tại sao chị giỏi như thế, nhập có thể nhập được hàng Việt Nam qua bán một cách trơn tru như thế. Thật sự là một cái mình nể chị đó thiệt. Thay vì Nhân ghen ghét chị đó, ganh ghét chị đó, không có nể thiệt. Dùng một từ nể cho chị đó vì quá giỏi. Hai vợ chồng Nhân cũng đang có dự định là sau này á mở một quán Việt Nam, đó là dự định của hai vợ chồng về sau, về lâu về dài. Thế nên là khi mà hai vợ chồng Nhân mà sau này nếu mà có mở quán á, chắc là cũng sẽ nhờ hỏi vấn đề với chị đó để mà cách nhập trái cây qua để nào mà chị có nhận rẻ hay không để Nhân mua lại. Leo à, leo tới bên tới đó cho leo ăn. Trời ơi, ngon quá ba. Mình chọn oxy ổ. Oxy là tỏ. Muốn cái nào bên đó? Rồi. Tiếp xua. No, ăn trái cây mà no luôn. No rồi. Cả nhà ơi, no chưa? No rồi hả? Cả nhà ơi, video của hai vợ chồng Nhân á đến đây xin tạm dừng, kiểu như là cũng ăn no rồi á, nên là cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã ủng hộ kênh vợ chồng nhà Nhân.
Cả nhà nhớ cho hai vợ chồng một like, một chia sẻ kênh và một subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Ching.